I'm fine, sweetheart. It's freezing, yeah. It's going to be very cold tonight. Ơi, ăn gì hả con? Không phải kẹo đâu mà ăn kẹo luôn hả? Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Chị sẽ đi công tác luôn cả tuần hết cô chú anh chị. Hôm nay buổi sáng 8 giờ mấy rồi, trời vẫn còn hơi âm u hết cô chú anh chị. Trời mưa đó mọi người, trời mưa bay bay cả ngày luôn. Trời mưa này tuyết nó tan ra cũng đỡ nè mọi người. Đường đi học là nó sạch tuyết rồi, nó không có bị trơn mọi người. I get up. Evelyn. The art teacher. Mày đoán là gì vậy? Che mặt lại chứ. Mày đoán là Lottie. Vì sao là Lottie? Đâu no, anh la về đó. Hey kid. Oh, it's cold, love. Yeah. You okay? How are you, Dad? I'm fine, sweetheart. It's freezing, yeah. It's going to be very cold tonight. Going to be frosty again tonight. Yeah. You haven't got your heating on, Kim? No, I don't know. Look, change that heating on. Kim, it's freezing, love. It can't be cold, love. I will. Bye-bye, Prince. Give Brenda a kiss. Where you go? Did you give to come kid? Yeah. Oh, thank you very much, Dad. Okay. You want to say something? Yeah. I didn't make any picture for you today. Okay. I just made a present for Santa. Mm. What's that? I got a little present for you. Cứ thứ ba hàng tuần là ông nội sẽ đi đón Chi hả cô chú anh chị? Đón Chi lại hai anh của Chi nữa, đi về nhà ông bà nội ăn cơm tối. Xong rồi mới trở về đây mọi người, là bây giờ là 7 giờ tối đó, 7 giờ rưỡi đó cô chú anh chị. Ở đâu mà con có này á? From school, because I've been doing good reading. I did A Cod in a Pot, Kit Got Dog, Dog Nods to Kit, On Top Kit, Kit is on Dog, Kit and Dog Got a Cod. And Tip. Tip 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 tap 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 luôn chị. Chị giỏi quá. Nhưng mà I got a bigger one. Rồi bữa nay đi học về có gì cho mẹ không? Rồi cởi đồ ra là mới khoác lên kìa. Giờ thay đồ đi ngủ luôn chứ học bài gì nữa. Giờ 7 giờ mấy rồi con. Thay đồ xong rồi rửa tay, rửa mặt, đánh răng, uống sữa, uống thuốc nữa đi ngủ ha. Chi đây bị ho nữa cô chú ơi. Ông bà cô chú ơi. This is for Santa. I haven't got any pictures for you. I just got sticker, let me. This is for Santa. Santa đó hả? Okay.
Hôm nay có sương, gọi là gì, sương mù á cô chú chị, sương sương đá buổi tối đó, sáng ra nó đóng đá hết trơn rồi mọi người. Trời âm độ rất lạnh luôn, em Chi mang bao tay mà em Chi còn than là mang bao tay rồi vẫn còn lạnh đó cô chú chị. Cái ngôi sao này nè cô chú anh chị, hôm bữa là bên phòng khách đó mọi người, do là Kim để cái thông bên phòng khách đó cô chú anh chị, thì cho nên là Kim dời cái ngôi sao này qua bên đây. Cái này là cái phòng ăn đó mọi người, phòng ăn ở nhà Kim, nhưng mà Tony là sử dụng cái phòng này để làm việc luôn nè cô chú anh chị. Ở nhà thì Tony không có phòng làm việc riêng mọi người, do là ảnh đi làm suốt đó, thỉnh thoảng mới ở nhà một vài ngày thôi, cho nên là ảnh sử dụng cái phòng ăn để làm việc luôn. Thì hôm nay ảnh đi công tác cả tuần luôn rồi mọi người. Bây giờ Kim sẽ dọn dẹp cái bàn này ha cô chú anh chị, trang trí cho một cái chút xíu vô cho nó có không khí Giáng sinh ha mọi người. Cái bàn này là cũng là cái bàn ở phòng khách luôn nè cô chú anh chị. Cái bàn này lúc trước là để gần cửa sổ ha, thì tới Giáng sinh mình cũng dời cái bàn này qua đây luôn, để có chỗ để cái thông đó. Thank you.
chỉ có quà cho mẹ hả bà cô chú. Trời, ai dễ vậy? Chị dễ hả? Thôi, bữa nay tô màu đẹp dữ vậy trời. Cho mẹ coi coi. I didn't do outside at all while you needed that the outside. Để coi chị vẽ cái chữ gì nè. Mum, dad, cute. Là mẹ, ba, no, dễ thương. No. Mum, dad, cute, kiss, kiss, love, heart. Mẹ, ba, dễ thương. Dấu ít này ở bên Anh người ta sử dụng dấu ít này là giống như một cái nụ hôn thôi cô chú anh chị. Hôn hôn là trái tim tình yêu đó nè. Mama, these are the laces for daddy. And even I'm going to my friend's party with you and daddy and you're holding a flower for my friend. For my friend's party. Rồi mẹ. Mẹ mang giày cao gót đây hả? Mẹ ba. Mẹ mang giày cao gót đây hả? Rồi Chi mang cái đôi giày gì đây? My favorite ones. Ba mang cái gì kỳ quá vậy? Ba mang cái gì? Đôi giày gì á? His work shoes. Work shoes, đôi giày đi làm hả? Đôi giày đi làm mà sao có hai cục gì hai bên giống hai cái lỗ tai quá vậy? The laces. Rồi mẹ cảm ơn Chi nha, đẹp quá à. Wow, còn nữa. Daddy really like it. Đúng rồi, mẹ thích dữ lắm luôn, mẹ cảm ơn Chi. Còn gì đâu. Trời, giấu kỹ thế ghê không. Chi là đi dọc đường, mẹ hỏi có gì cho mẹ không. Chi không có đưa nha cô chú anh chị. Chi nói về nhà Chi mới đưa. Cái đó là cái gì á? The jingle bell. The jingle bell á hả? Cái chuông. Đây. Chi cái này làm cái lỗ này, Chi cái lấy dây cọt cái máng lên cái cây thông được đó Chi. Đúng không? Làm cái thông trang trí nè. Daddy really like this more. Đúng rồi, mẹ thích dữ lắm luôn. Mẹ cảm ơn Chi nhiều ha. Tối nay chụp hình gửi ba coi ha. Đẹp quá. Còn gì nữa không? No. Hết rồi hả? Chị nói đi. Hết rồi mẹ. Hết rồi chú. Hết rồi chú. Mẹ chứ chú gì? Rồi. Hết rồi mẹ. Hết rồi mẹ. Giờ chị muốn làm cái gì? I want to play the table still like this, the chair still like this, and this. Rồi chứ mà chơi gì? I want to play. Mở cái giỏ ra coi, cho mẹ coi coi. Cái cuốn sách nơi sổ liên lạc, cái bữa nay cô có ghi gì không? Mẹ, don't let you put my diary in this. Sao vậy? Because it gets stuck every time. Okay. Rồi đây. Đây nè cô chú anh chị. Mỗi một tuần sẽ đọc bài với cô một lần. Nếu như mà cái ngày nào, cái này là ngày hôm qua rồi cô chú ơi. Ngày hôm nay thì Chi không có làm gì hết đó. Ngày hôm qua này đọc bài giỏi quá, cô sẽ đóng một cái mộc ha. Còn cái này là tuần trước nè, không được cái mộc này là chắc không có đọc bài giỏi hay sao đó, không biết nữa. Nói chung là đây, có một cái mộc nữa nè mọi người. Cái cô này nè, mỗi lần mà đọc với cái cô này là sẽ được mọc hoặc là cái mặt cười. Cái cô này rất là thân thiện, dễ thương luôn. Ôi là trời. Ơi, làm gì hả con? Phải kẹo đâu mà ăn kẹo luôn hả? Trời ơi, trời. Cắn lụp bụp. Ơi, cắn nó lủng lộn không? Cái này là bằng cây gỗ nè, cô chú chị ta sơn màu lên. Không có ăn được đâu nha con nha. Không phải kẹo đâu nha. Ơi! Trời ơi, trời. Rồi bây giờ chị làm gì, chị làm đi. Chị vẽ. Con muốn chơi với mẹ hả? Mà giờ mẹ nấu ăn. Hay chị nấu ăn với mẹ không? Rồi let's go. Cái thịt này Kim đã ướp muối, tiêu với bột tỏi hả cô chú anh chị. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, chỉ muối và tiêu với bột tỏi thôi cô chú anh chị. Kim không có ăn nhiều á. Kim không có để nhiều gia vị, Kim nấu ăn luôn luôn, lúc nào cũng là rất là ít gia vị mọi người, và Kim ăn lạc nữa. Bây giờ Kim sẽ cho vô lò nướng, Kim nướng. Chi rất là thích ăn đùi gà mọi người. Cho nên là Kim hay làm đùi gà cho Chi đó. Cái bột tỏi này nè mình ướp vô cũng rất là thơm luôn. Cho ít dầu ăn lên để nướng gà nó không bị khô ha cô chú anh chị.
Nhiều người là thích ăn có nhiều gia vị hả cô chú? Giống như là nướng để gì hạt nêm, mật ong hay là dầu hào gì đó, thấm nó đậm đà hơn. Còn Kim thì Kim thích ăn như vậy thôi, ướp muối thôi, để mình giữ nguyên cái hương vị của thịt gà đó cô chú anh chị. Bữa tối của Kim đã xong rồi hả cô chú anh chị? Phần của Kim này với lại phần của Chi nè. Xin mời cô chú anh chị nha.